Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng. Thì hôm nay Thịnh trước mặt anh em đây là chiếc iPhone 11 Pro ha. Và Thịnh sẽ làm cho anh em một video clip về một chủ đề về một từ khóa anh em sẽ nghe rất là quen thuộc, và trong suốt quá trình anh em đi sửa chữa thiết bị thường xuyên anh em sẽ nghe cái từ này. Đó là công tác thay men dành cho iPhone 11 Pro. Đây, trước mặt anh em đây là chiếc iPhone 11 Pro đã được Thịnh hoàn tất cái quá trình thay men. Đây là cái men bo của máy hình thay ra đó ha. Máy hiện tại đã hoàn hảo mọi tính năng hết đó. Và ở trạng thái tốt nhất để bạn bạn khách này có thể sử dụng máy hoàn toàn yên tâm và ổn định, thoát khỏi hoàn toàn cái ám ảnh mà cái máy này đã gây ra. Thì ám ảnh như thế nào, bây giờ Thịnh sẽ chia sẻ với anh em về câu chuyện của chiếc máy này. Thì mỗi chiếc máy Thịnh đăng một video clip trên channel của mình luôn là một chiếc máy thực tiễn từ khách, người thật việc thật mang đến cho mình, nên nó sẽ rất gần gũi với anh em trong quá trình anh em sử dụng hoặc là anh em mua sắm, đặc biệt là anh em mua máy cũ ha. Đó, thì máy này được bạn khách này mang đến cho Thịnh trong cái tình trạng là bạn đã liên hệ trước, bạn hỏi qua tư vấn qua Zalo, qua điện thoại, bạn hỏi là máy bạn nó bị cái tình trạng là nó lỗi sóng, nó mất sóng ha. Và khi mà bên mình đã tư vấn những cái sơ bộ cho bạn mà bạn mang máy qua mình kiểm tra, thì khi mà mình tiếp nhận máy thì máy nó lại bị vấn đề nặng nề hơn rất là nhiều. Có nghĩa là nó treo logo nè. Khi mà Thịnh cầm máy lên thì máy nó treo cái logo, treo cái táo đó, và nó lên nó sọc, nó hột mè, rồi nó nhiễu, nó đơ toàn bộ màn hình, chứ không chỉ riêng là vấn đề mất sóng, lâu lâu thì nó vô được bên trong đó. Bởi vậy khi mà Thịnh nhận định cái máy ở tình trạng mất sóng ban đầu theo bạn miêu tả, thì cái vấn đề nó sẽ rất là nhẹ nhàng hơn cái tình trạng mà bạn mang đến rất là nhiều, đó là bật lên bị treo logo, tắt, sọc, nhiễu, đơ màn hình. Những cái dấu hiệu của sọc, nhiễu, đơ, treo, anh em biết là dấu hiệu của lỗi gì không? Đó là dấu hiệu của lỗi CPU và RAM ha. Nó nặng nề hơn rất là nhiều vấn đề mà lỗi sóng. Đó. Thì khi mà Thịnh tiến hành nhận máy lại, Thịnh kiểm tra, thì Thịnh mở máy ra, đây thật sự là một chiếc máy mà Thịnh dùng cái từ là bạn trai này mua đã bị thuốc. Đó, câu chuyện mà anh em mua iPhone cũ trên mạng anh em bị thuốc rất là nhiều. Thuốc là sao? Khi Thịnh mở cái máy này ra, bên trong nó đã có rất là nhiều tem của những đơn vị sửa chữa khác. Thịnh không chụp hình lại để vì bảo vệ cái mục đích riêng tư của cái doanh nghiệp sửa chữa ha. Đó, tem của rất nhiều đơn vị sửa chữa khác. Đó, dán chồng chất lên đây, hình như theo Thịnh nhớ là ít nhất là hai đơn vị có dán tem ở trên bên trong cái máy này. Đó, và họ đã sửa trên đây rất là nhiều. Thì Thịnh đoán câu chuyện là như thế nào, cái người mà chủ máy cũ này sau khi mà họ sửa ở một cái đơn vị nào đó, họ sửa họ cảm thấy xài không ổn định nên họ nhanh chóng họ rao bán với giá rẻ hơn thị trường một chút, và bạn khách này đã mua dính phải cái máy này. Thì khi mà chưa xài được bao lâu thì nó đổ bệnh ra, thì chắc chắn là chúng ta mua bán sang tay, mua đứt bán đoạn ở trên mạng mà đâu có được bảo hành đồ gì so với mà mua ở cửa hàng đâu, nên là chúng ta phải nuốt trái đắng và đem đi sửa thôi đó. Và đây chính là cái men mà Thịnh mở từ máy đó ra. Bên khi mà Thịnh chẻ cái men này ra thì bên trong ôi thôi sửa tanh bành hết rồi anh em ha. Sửa đến nỗi mà lúc mà Thịnh đục quân CPU ra để Thịnh định cứu cái máy này cho bạn đó, hoặc là Thịnh sẽ sàn men, có nghĩa là Thịnh sẽ dùng cái cặp CPU ổ cứng Thịnh bóc qua một cái bộ men allow khác để giảm chi phí sửa chữa cho bạn. Thì khi mình đục CPU ra thì bên trong CPU của nó đã đứt chân hết. Đứt chân có nghĩa là một con chip ở dưới cái lưng của nó có rất là nhiều cái chân mạch, để chúng ta khi mà chúng ta đóng vào mạch nó sẽ tiếp xúc với những cái chân mạch ở trên cái nền bo đó, nó thực hiện cái tính năng của nó. Còn này khi mà Thịnh đục con servo ra thì dưới chân con chip đó nó đã đứt hết trơn gần hơn một nửa số chân rồi đó, nên nó dẫn đến cái hiện tượng anh em thấy như Thịnh miêu tả đó, là nó treo, nó đơ, nó lắc rồi trước đó bạn xài thì nó mất sóng như vậy. Có nghĩa một cái máy mà bây giờ men đã bị sửa nhiều và CPU cũng đã lỗi như vậy luôn, thì chắc chắn chúng ta không còn làm được cái gì với cái men này nữa rồi. Nên là lúc mà Thịnh thông báo tin không vui đó cho bạn khách này, bạn đã đắn đo và bạn chấp nhận luôn, bạn quyết định đi đến một quyết định lớn luôn, đó là thay nguyên một cái bộ men ha. Thì Thịnh đã thay cho bạn một bộ men zin chuẩn, chưa hề qua sửa chữa bất kỳ một cái chi tiết nhỏ nào, và là một đương nhiên rằng nó full tính năng, mọi tính năng nó hoàn hảo hết, Face ID các kiểu rồi hoàn hảo hết đó. Và trước mặt anh em đây là cái bộ men đó. Khi mà dĩ nhiên cái chi phí thay men thì nó sẽ cao hơn rất nhiều với cái việc Thịnh có thể sửa chữa thành công. Tuy nhiên khi mà anh em quý cái chiếc máy này, anh em có tâm tư anh em muốn được sử dụng nó bền lâu, thì cái việc Thịnh thay men như thế này sẽ mang đến cho anh em chất lượng sử dụng ổn định và bền bỉ nhất. Khi mà Thịnh thay men, anh em lưu ý rằng trên thị trường
anh em sẽ có rất nhiều giá men, bởi vì nó phụ thuộc vào cái chất lượng cái men anh em sử dụng để thay thế. Ví dụ hình thay một cái men zin chưa sửa chữa và hoàn hảo như thế này, nó sẽ có giá cao nhất, tuy nhiên nó đáng đồng tiền bạc gạo. Còn ví dụ hình thay một cái men đã sửa rồi thì nó tùy vào mức độ sửa nhẹ hay sửa nhiều, sửa nặng hay sửa ít, đó nó sẽ có cái mức giá khác nhau tùy thuộc vào cái nhu cầu của anh em. Tuy nhiên ở quan điểm của Thịnh, một là Thịnh sẽ sửa được thành công cho anh em, còn hai là Thịnh sàn men, còn ba là Thịnh sẽ thay một cái men zin chưa qua sửa chữa gì hết đó, chứ Thịnh không thay những cái loại men đã qua sửa rồi này nọ. Bởi vì sao anh em? Bởi vì những cái men mà đã qua sửa rồi đó hầu hết là không phải do bên mình sửa đó, mình phải đi nhập lại những cái nơi họ họ có những cái men lỗi đó, họ sửa lên và họ bán lại cho mình. Thì máy không phải do mình sửa thì mình không tự tin để thay cho anh em, và mình cũng không tự tin về cái độ ổn định nó mang lại trên cái men đó đó. Bởi vì anh em đã biết rồi, Thịnh chia sẻ câu chuyện về sửa chữa iPhone hiện nay trên thị trường rất ít những đơn vị mà sửa chữa thật sự chuyên sâu. Họ thường là chỉ làm phần ngọn, làm theo ban, có nghĩa là cái ban đó ví dụ như lỗi đó, lỗi sóng đó, thì chúng ta có thể xem những cái clip hoặc là những cái chia sẻ của những người thợ khác chỉ đánh chỗ này đánh chỗ kia đó và chúng ta làm theo, chứ chứ không thật sự nhiều anh em thợ mà mò mẫm mà gọi là chuyên sâu từ đầu, tự mình đo đạc, tự mình thấu hiểu hết cái bo mạch của máy thì không nhiều anh em đó, nên là mình không tin tưởng vào chất lượng sửa chữa của những cái men được được rao bán đó. Đó là lý do Thịnh chỉ có ba cái giải pháp kia để cho anh em lựa chọn đối với anh em đã tin tưởng gửi máy bên mình là như vậy. Thì bây giờ chúng ta nói về cái lưu ý khi thay men như thế này. Thì Thịnh đã nói anh em khi một cái máy không thể sửa chữa được nữa do nó lỗi quá nặng, thì chúng ta muốn dùng nó thì chúng ta chọn cái giải pháp thay men. Thay men anh em tìm đến những cái nơi chuyên về sửa chữa và phải thật sự là uy tín để họ nói cái gì họ thay đúng cái đó. Thịnh dùng cái từ là vậy. Ví dụ như bây giờ Thịnh nói với anh em Thịnh thay một cái men zin chuẩn chính hãng, chưa sửa chữa bất kỳ một cái gì, nhưng mà Thịnh ráp hoàn chỉnh như thế này, bên trong Thịnh thay một cái men sửa đầy hết rồi, Thịnh che chắn, Thịnh bùa chú rồi lại, thì anh em cũng đâu có biết, anh em đem về anh em xài thôi. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta những cái cơ sở chăm chăm về vấn đề lợi nhuận, họ nhập cái men sửa rồi nó rẻ hơn rất là nhiều một cái men zin chuẩn như Thịnh ráp cho khách như thế này, thì họ sẽ được tối đa được cái lợi nhuận của mình. Còn cái chất lượng thì hên xui, chất lượng dụ như biết đâu men này sửa rồi nhưng mà nhầm cái sửa cũng được nên xài cũng ok vậy đó. Nhưng mà mình thì rất rõ ràng với anh em cái nào sửa rồi, chi phí nó như thế nào, mình sẽ mức giá nó như thế nào mình sẽ báo trước, hoặc là mình không thay cái loại đó. Còn men zin là phải zin chuẩn, chưa sửa chữa bất kỳ một chi tiết nào và hoạt động hoàn hảo mình mới tháo ráp cho anh em ha. Đó, và vấn đề thứ hai đó là khi mà lựa chọn một cơ sở sửa chữa uy tín rồi đó, thì anh em hãy cân nhắc đến những cái vấn đề nãy giờ Thịnh nói là nên thay cái loại men nào. Có thể người ta sẽ tư vấn cho anh em nhiều loại men, thì anh em cứ theo Thịnh, anh em cứ thay cái loại zin chính hãng, còn không thôi thì anh em bán sát máy hoặc anh em đổi máy khác đi, đừng mạo hiểm với những cái men đã qua sửa chữa, đặc biệt là không rõ nguồn gốc ha. Rồi cuối cùng đó là trước khi mà thay men, anh em hãy yêu cầu cái đơn vị sửa chữa họ kiểm tra lại giùm toàn bộ tất cả những tính năng máy. Bởi vì cái máy này nhiều khi một số anh em nó hư hỏng theo cái dạng nó bị va đập mạnh, máy nó đập mạnh công quên, hoặc là máy nó vô nước gì đó, cái men thì hư rồi nhưng mà không biết những bộ phận khác như thế nào. Những bộ phận khác trên một chiếc iPhone 11 Pro nó còn rất là nhiều bộ phận anh em à, ví dụ như màn hình nè, ví dụ như camera đó, ví dụ như anh em xem cái nội thất của nó đi, còn rất nhiều bộ phận ngoài trừ cái men, màn hình, camera, pin, cụm sạc, rung đó, rất là nhiều thứ luôn. Đó, làm sao để mà khi mà chúng ta thay men vô rồi chúng ta ráp máy thì mọi thứ nó hoạt động hoàn hảo. Chứ mà một số nơi á, người ta thay men xong thì người ta mới test những cái phần kia và có phát sinh lỗi gì người ta lại báo thêm cho anh em. Đôi khi chúng ta thay cái men giá nó đã rất là cao rồi, giờ phát sinh thêm hư cam, phát sinh thêm hư đuôi sạc, chúng ta lại phải tốn thêm một cái mức phí rất là nhiều. Cái đó thì tới cái lúc đó thì có thể anh em lại suy nghĩ đắn đo hay là thôi không nên sửa. Nhưng mà những cái nơi mà họ làm theo cái hình thức làm việc đó thì họ sẽ không cho anh em gọi là nhận lại cái máy, vì mà họ nói anh em đã đồng ý với giá thay men rồi đó, nên là giờ nếu mà anh em muốn lấy máy về chỉ sửa đến mức đó thôi thì anh em phải thanh toán cái tiền men. Lưu ý cái điểm này, anh em ở vị trí người dùng anh em hãy thống nhất từ trước, tôi chỉ thay men trong trường hợp máy được test ok hết thì tôi mới thay đó, còn ví dụ có thêm lỗi gì đó hãy báo lại cho tôi sẽ cân nhắc có thay nữa hay không hay là thôi ha. Cái đó là cái quyền lợi và cái
gọi là mình nghĩ đó là một cái mẹo để anh em tránh sa lầy vào những cái trường hợp mà máy nó lỗi quá nhiều, chúng ta bỏ ra rất là nhiều chi phí sửa chữa ha. Rồi ok, trên đây là những vấn đề hình nói về công tác thay men cho iPhone 11 Pro, khi nào chúng ta cần thay và khi mà thay thì chúng ta lưu ý những cái điều gì, những cái loại men nào, chất lượng ra sao. Rồi nếu anh em gặp vấn đề về sửa chữa máy, những cái lỗi trên dòng máy này, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, thông tin Thịnh sẽ để bên dưới vì Thịnh rất chuyên sâu về vấn đề iPhone, sửa chữa iPhone, iPad ha. Thịnh tin tưởng rằng đội ngũ bên mình sẽ có thể giúp anh em những cái lời tư vấn chính xác cũng như nhanh chóng cho anh em một cái giải pháp để phục hồi thiết bị về trạng thái hoàn hảo lúc ban đầu. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.